Hôm nay thì giống như là cô Sáu với chú Bảy cũng không để lên, không quan tâm nhận. Không biết gì cả. Tự nhiên là cái hồi qua vậy chứ cũng không quan tâm ấy đúng không? Không dám quan tâm, không dám hỏi luôn cái gì. Trong cái quan sự không có dám chen vào cái gì. Nói là vậy mà. Kiểu như là. Đấy, thế lúc đó giờ tự hào một từ nào không? Có. Thì cái ngày này người ta nhớ đến thôi đúng không? Nhớ thôi đúng không? Bây giờ là chia sẻ việc khác đâu, hỏi gì chị còn lo để tự chia sẻ được. Quý vị khán giả cũng nhắn gửi đến anh Sử là lên kề vai sát cánh chị Hồng Loan hỗ trợ cho chị tạo động lực niềm tin. Chào tạm biệt. Cảm ơn giáo viên, cảm ơn khán giả như một người có cùng đi làm với gia đình. Cảm ơn chị cũng động lực của cái đô và cái lớp thời. Xin tặng về đây chị ha, nói với ai này không còn đi ra ngoài nha, đừng nói thằng mấy thằng này thằng nọ nha chị. Nói chung là xin tặng gì đó rồi nó căng lên thôi chứ hồi qua rồi nó quên cho nó bình thường à, tại cái tính nó còn nít quá. Nhưng mà thấy được mọi người bên cạnh ủng hộ chị nên tới ngày hôm nay chị lo như vậy là cũng chu toàn vậy nha. Anh không có định đi ra ngoài nha. Dạ thì cũng nhắn tin là mong sao cho cái lễ 100 này được suôn sẻ. Ok, giờ nó mà bà con cũng suôn sẻ rồi. Nói chung bây giờ ổn định hết rồi. Ổn định trong ở đây hiện tại thôi. Chứ còn chuyện chỉ với chị Bế Loan với chị Sáu chuyện còn không biết hết. Sớm đây anh thấy các sư thầy đến cúng lễ rồi, chúng ta vui nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Chúc xem mình sẽ gặp anh Sử tại Hoa Viên Bình Dương tiếp nha. Đây cũng có rất nhiều cô khán giả ở xa tới cũng rất là tò mò và muốn vào bên trong thắp nhang cho chị Vũ Linh ha. Đó, mấy cô đang tập trung trước nhà đó. Đây là quang cảnh trước nhà chị Vũ Linh nha. Hôm nay thì chỉ có vợ chồng chị Loan cũng như là bé Bùm Bùm là con của chú Bảy thôi. Hôm nay các sư thầy tới để đó mình thấy con trai xin lỗi chị Loan và chồng của chị Anh Hải đang đeo khăn tang để làm lễ cầu siêu nha quý anh chị. Sau này hai vợ chồng về rất là sớm. Anh Sử cũng mới chia sẻ một thông tin là anh Vũ Luân cũng đang ở bên Pháp và chú chị đang đi diễn bên Pháp, sẽ tranh thủ bay về để thắp cho cha hướng nhang quý vị. Có một số cái cô khán giả tới lấy lại cái bàn thờ của chị Vũ Linh này ha. Đen đứng lên là con trai của chú Bảy nha. Có cô khán giả cũng mua những trái cây hoa tới thắp nhang cho chị Vũ Linh.
Cái người mặc áo xanh mà đứng lên đeo khăn tang là chồng của chị Loan ha. Anh Hải, anh rất là ít xuất hiện trước ống kính, anh cũng rất là âm thầm giúp đỡ vợ của mình để mà vượt qua những khó khăn, vượt qua những cái lúc mà xảy ra những cái lùm xùm mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nha các chú chị. Hiện tại là chị Loan đang làm nghi thức lễ tại bàn thờ nha. Buổi lễ chắc cũng sắp xong rồi đó cô chú chị. Bên ngoài cũng đang có nhiều cô chú khán giả cũng đang chờ đợi để được vào viếng cố nghệ sĩ đây nha. Bên phía ngoài đây nha, chờ xong lễ cầu siêu xong thì mọi người sẽ vô để thắp cho cậu một nén nhang nha. Đó, mình sẽ quay bên ngoài. Đó, mình khán giả cũng đang chờ để được viếng cậu nha, bên ngoài đây nha. Cũng là ăn mặc rất là trang nghiêm nha, áo dài ra ngoài hết nha. Đây đang làm nghi thức nha, một chén cơm, một món đồ ăn gấp. Đây là buổi lễ cầu siêu đang diễn ra tại tư gia Đoàn Thị Điểm nha, số 5 Đoàn Thị Điểm nha. Và sau khoảng 10 giờ thì gia đình sẽ di chuyển lên trên Hoa Viên Bình Dương. Ông Loan đang làm nghi thức là cúng cơm, cúng nước, cúng đồ ăn cho cậu Năm nha. Làm nghi thức bên Phật giáo đó. Thể hiện lòng hiếu thảo, người con đối với người cha qua đời. Đó là một tình cảm của người con dành cho người cha rất là chân quý nghe cô chú chị bạn. Nghe thông tin là có cô Sáu và chị Hồng Phượng chuẩn bị đến nhà Đoàn Thị Điểm đó. Mình không biết là khi nào cô Sáu và chị Hồng Phượng sẽ đến, nhưng mà hiện tại có thông tin là đang trên đường đến. Thank you.
chú đáo chị là cũng nhờ đến chú Thanh cùng với chị Hồng Loan đã chuẩn bị một bàn thờ rất là trang nghiêm cho cậu Năm nha. Và buổi lễ đang diễn ra. Mình xin tạm dừng video clip tại đây và một chút xíu nữa mình sẽ cập nhật thêm một số thông tin liên quan đến buổi lễ nha. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha.